Sự tích 12. Thời nhà Đường, Bất Không Tam Tạng Pháp Sư, vốn thuộc dòng Bà La Môn nước Thiên Túc, ngài quá giang thuyền đi Nam Hải, gặp phải cuồng phong nổi dậy, sóng quá to, các thương nhân đều cuống cuồng sợ hãi, mỗi người đều theo tín ngưỡng và tôn giáo của mình xưng niệm danh hiệu đức giáo chủ của họ. Nhiều vị còn tác pháp theo các nghi thức của các tôn giáo họ đang tín ngưỡng, nhưng tất cả đều vô hiệu. Sóng gió mỗi lúc một dữ dội. Bấy giờ ai nấy đều thành khẩn lễ bái pháp sư cầu xin cứu hộ. Pháp sư điềm tĩnh an ủi: "Quý vị đừng lo, tôi hiện nay có một phương pháp có thể giúp quý vị thoát nạn." Dứt lời, pháp sư dùng tay mặt cầm bảo sử ngũ cổ Bồ Đề Tâm, tay trái cầm pho kinh Bát Nhã, ngài tụng thần chú Đại Bi của Đức Quan Âm một biến, tức thời gió lặng sóng yên. Nhưng ngay lúc ấy, một con đại kình ngư từ dưới biển nổi lên, phun sóng từng đợt cao như núi, ào ạt ập vào mạn thuyền. Tình hình nguy hiểm gấp vạn lần so với lúc trước. Các thương nhân lúc này chỉ còn biết phó thác sinh mạng vào pháp sư. Pháp sư cũng thực hành theo phương thức vừa kể trên. Ngài lại bảo thầy Huệ Biện, vị thị giả đi theo pháp sư, tụng kinh Ta Yết Long Quảng. Mọi cơn sóng đều tan biến, cả đoàn người trên thuyền đều được bình an vô sự. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Sự tích 13. Thời nhà Tống, triều vua Huy Tôn, niên hiệu Sùng Minh, quan hộ bộ thị lang Lưu Đại cùng với quan cấp sự Trung Ngô Thực đi sứ đến nước Cao Ly. Khi trở về phải đi qua các núi và đảo suốt 4 ngày đêm. Nhằm lúc tiết trời âm u, trăng mờ vì mây mù bao phủ, cảnh vật đen tối không còn phân biệt được phương hướng, Lưu Đại vô cùng sợ hãi, nhất tâm hướng về Phổ Đà Sơn, thành kính xưng niệm thánh hiệu Đức Quan Âm Đại Sĩ. Bỗng nhiên, thần quang xuất hiện soi sáng khắp mặt biển, mọi vật đều có thể được thấy rõ như ban ngày, ngay cả Phổ Đà Sơn cũng hiện rõ. Mọi người nhờ đó được lên bờ an toàn vô sự. Trích Phổ Đà Sơn Chí. Sự tích 14. Thời nhà Tống, thân mẫu của Từ Hy Tải là Trình Thị, vốn là một Phật tử thâm tín đối với Tam Bảo. Bà thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thành kính. Niên hiệu Thiên Hưng năm thứ tư, Hy Tải có duyên sự đi xa, dẫn theo 2 người con, nghỉ trọ tại nhà của Bình Đại Nhậm. Đến lượt về, gặp lúc mưa to gió lớn, thuyền ông không thể nào tiến vào bờ được, lại chồng chành sắp đắm. Hy Tải không biết làm sao, vội đốc thúc tất cả những người trên thuyền đồng thanh xưng niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ trong chốc lát, trước mặt mọi người bỗng xuất hiện một gốc cây dâu vô cùng to lớn. Ai nấy đều gắng sức kéo gốc cây dâu ấy cọc sát vào thuyền, sau đó dùng dây buộc thuyền vào gốc cây dâu ấy. Thuyền nhờ đó giữ được thăng bằng trước sức tấn công mãnh liệt của gió bão. Đến sáng hôm sau, mọi người trong thuyền bỗng nhận ra họ đều ở trên bãi cát an toàn, còn gốc cây dâu đêm qua tự dưng biến đâu mất. Hy Tải vừa về đến nhà, bà mẹ của ông mừng rỡ ra đón. Bà cười vui vẻ nói rằng: "Đêm qua mẹ nằm mộng thấy một bà lão dắt con bay về, hôm nay quả nhiên con về thật." Chừng ấy mọi người mới biết họ được thoát nạn là nhờ vào từ lực bất tư nghì của Đức Quan Âm. Trích Di Kiên Chí. Sự tích 15. Triều nhà Minh có một đồng tử họ Tảo, người tỉnh Giang Nam. Đồng tử này phát tâm quy y Tam Bảo ngay từ thuở nhỏ. Đồng tử giữ gìn giới luật rất nghiêm cẩn, từng phát nguyện xả thân cúng dường Phật. Bao nhiêu tiền của
thường đem bố thí cho những người nghèo đói trong xóm làng. Niên hiệu vạn lịch nhà Minh, tháng 2 năm Canh Tuất. Đồng tử theo trang trưởng lão đến Phổ Đà Sơn cúng dường chiêm bái đại sĩ. Khi vừa đến núi Mai Sầm, các khách hành hương ghé qua nơi ấy chiêm bái Kim Dung Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đồng tử đứng trước pháp tòa của Bồ Tát ngự, phát thệ nguyện xả thân cúng dường để báo thâm ân của Phật. Sau đó thuyền ra đến cửa biển, tiến đến Đại Dương Liên Hoa. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên sóng to gió lớn nổi dậy. Đồng tử liền chắp tay hướng lên không trung niệm xưng Phật hiệu, đoạn nhảy xuống biển giữa muôn ngàn sóng để mãn với thệ nguyện đã phát. Trang trưởng lão khi trở về núi liền chọn ngài cùng với chúng tăng tụng kinh bái sám làm lễ siêu độ cho đồng tử. Tháng 7 năm đó, một hôm nọ, đồng tử đột nhiên tìm đến xin gặp trang trưởng lão. Ai nấy đều kinh ngạc vì không thể ngờ rằng đồng tử còn sống. Đồng tử thuật lại cho mọi người nghe sự việc đã xảy ra. Khi vừa nhảy xuống biển Đại Liên Hoa, đồng tử bỗng thấy cách mình vài thước có một vị hồ tăng bơi một chiếc bè ván đến chỗ của đồng tử và bảo rằng: "Thầy đến đây để độ con." Dứt lời, vị tăng ấy kéo đồng tử lên bè và chèo đi nhanh như ngựa chạy. Không mấy chốc, bè đã đến một bãi cát thuộc vùng Châu Sơn. Vị tăng ấy dắt đồng tử vào nhà một ngư ông để xin nghỉ trọ. Sau đó ngài bỗng nhiên biến mất. Mọi người trong nhà gạn hỏi nguyên nhân và đều ngạc nhiên sau khi nghe đồng tử trình bày lại sự việc. Tất cả đều ngợi khen và đều cho là chuyện chưa từng có, và đều tin rằng vị tăng ấy chính là Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện ra để cứu đồng tử. Hôm sau, ngư ông dắt đồng tử đến chùa Trấn Hải ở Châu Sơn. Đồng tử cầu xin thầy thủ tọa ở chùa ấy làm lễ thế pháp và dạy cho đồng tử học tập các kinh chú. Khi trở về quê, đồng tử đến xin tá túc tại một tịnh xá, nhưng vị sư ở đấy không bằng lòng. Cuối cùng, đồng tử tìm cách hỏi thăm và đến tìm gặp lại trang trưởng lão. Trang trưởng lão sau khi nghe đồng tử thuật đủ mọi chi tiết, ông rất cảm động, bảo đồng tử ở lại gia trang nghỉ ngơi vài hôm. Sau đó, ông đưa đồng tử trở về gia đình của đồng tử. Cha mẹ đồng tử vừa trông thấy con mừng rỡ khôn xiết, hết lòng cảm tạ trang trưởng lão và thành tâm kính ngưỡng thần lực cứu độ của Đức Quan Âm. Do sự tích Bồ Tát ứng hiện cứu nạn trên, tất cả người đương thời tăng lẫn tục gần đến xa đều nhất tâm quy hướng về Đức Quan Âm Đại Sĩ. Trích Quán Viên Bút Ký. Sự tích 16. Thời nhà Minh, Lưu Dục làm chức tả vệ quân, thống lãnh cả một đội quân hùng mạnh ở tỉnh Trực Lệ, cùng với quan thái giám Trịnh Hòa đi sứ phiên bang. Lúc thuyền đang đi trên biển, bỗng Lưu tả quân bất cẩn trợt chân té xuống biển. Bấy giờ gặp lúc gió thuận buồm xuôi, làm thuyền chạy quá nhanh nên quân sĩ trên thuyền không làm thế nào cứu kịp. Quan thái giám Trịnh Hòa chỉ còn biết sai quân sĩ leo lên cột buồm để xem, thì chỉ thấy phía sau thật xa một người khi ẩn khi hiện ngụp lặng giữa muôn ngàn lớp sóng, cách thuyền tới vài mươi dặm. Mọi người trên thuyền không ai nghĩ rằng tả vệ quân có thể thoát hiểm. Thế nhưng chỉ trong chốc lát sau, mọi người trên thuyền bỗng thấy Lưu Dục bắt kịp được thuyền. Quan thái giám Trịnh Hòa cùng mọi người vui mừng khôn xiết, vội tiếp cứu tả vệ tướng quân lên thuyền. Điều làm mọi người kinh ngạc hơn nữa là thấy một con cá lớn dài hơn 2 trượng thong thả bơi cạnh thuyền. Ai nấy xúm nhau hỏi thăm. Lưu tướng quân kể lại rằng lúc ông bị rớt xuống biển nhờ cá ông đỡ lên, mấy lần bị chìm đều nhờ cá ông dùng vi nâng lên không cho chìm xuống,
và nhờ đó nước không vào miệng tướng quân được. Sau đó cá ông lại chở tướng quân đuổi theo chiếc thuyền. Nghe như vậy, ai nấy đều lấy làm kinh dị, tán thán và hỏi rằng: Rút bình sanh, ngài tu thiện hạnh gì mà được quả báo tốt đẹp như thế? Lưu tướng quân đáp: Tôi không tu thiện hạnh gì cả, chỉ biết rằng từ lúc chưa làm việc trong quân ngũ đến khi gia nhập quân đội, tôi chỉ thành tâm lễ niệm Quan Âm đại sĩ và tụng kinh Phổ Môn hằng ngày thế thôi. Trích Thiện Vũ Đường Thừa Bút. Sự tích 17. Triều đại nhà Minh, thầy Thích Hoàng Tế, tự là Đồng Chu, hiệu Thiện Ngạn, người ở Du Giao, tỉnh Chiết Giang. Thầy xuất gia từ nhỏ, thường tu các sám pháp, tụng kinh Pháp Hoa, Kim Quang Minh vân vân, và cảm được rất nhiều thần nghiệm. Niên hiệu Thái Định, đầu nhà Nguyên, thầy trụ trì chùa Viên Giác ở Vạn Thọ. Một hôm, tại khu vực thầy ở, bờ biển bị sạt lở, nước biển tràn ngập, phá hoại nhà cửa hoa màu của dân chúng địa phương thật nặng nề. Nhân dân trong vùng đều lo sợ vì mạng sống bị đe dọa khẩn cấp. Quan thừa tướng Thoát Sái trông thấy dân chúng bị nạn như vậy, ngài hết sức lo buồn, vội đích thân đến chùa Viên Giác, thỉnh thầy Thích Hoàng Tế, nhờ thầy đến trước đài Quan Âm đại sĩ thờ ở Thượng Trúc, lễ bái cầu nguyện. Đồng thời, ông cũng cho người đến bờ biển, kiến lập thủy lục đàn trai, thỉnh thầy Thích Hoàng Tế đến đó cầu nguyện. Thầy Thích Hoàng Tế nhập từ tâm tam muội, lấy cát trì tụng thần chú Đại Bi gia bị vào trong ấy. Đoạn cùng với các quan quân, dân chúng đi rải cát ấy vào những chỗ bị sạt lở. Linh nghiệm thay, khi dấu chân thầy bước đến đâu, thì bờ biển lập tức ngưng sạt lở. Đất được củng cố vững vàng trở lại, nước không thể tràn vào. Quan dân đương thời đều kính phục đức hạnh của thầy và xem thầy như một vị Phật sống. Trích Cao Tăng Truyện tập 4. Sự tích 18. Triều đại nhà Minh, tăng chúng trong chùa Nang Đài ở Phước Châu đắp một pho tượng Quan Âm mới để thờ. Họ định đem pho tượng cũ đi phá hủy. Người thợ đúc tượng là Lâm Ông, thấy thế liền xin được đem tượng này về nhà để thờ. Ngày đêm ông lễ niệm rất thành kính. Cách đó vài tháng sau, Lâm Ông có việc đi thuyền ra biển, rủi ro đụng phải đá ngầm, thuyền bị bể và chìm xuống biển. Giữa lúc nguy cấp, Lâm Ông lớn tiếng niệm rằng: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con đã từng cứu Bồ Tát, giờ phút này con bị nạn, Bồ Tát nỡ nào không cứu con. Ông vừa dứt lời, thân hình tự nhiên nổi lên mặt nước, lại chụp được tấm ván lớn. Ông trèo lên tấm ván ấy thật yên ổn. Mặc dù sóng từng ngọn cao vút, Lâm Ông vẫn ngồi vững vàng trên tấm ván ấy, trôi theo dòng nước đi hơn 100 dặm. Sau đó, nhờ sức nước đưa ông vào một con rạch nhỏ. Bất ngờ, ông lại gặp một chiếc rương nhỏ của người bỏ rơi đang trôi lềnh bềnh trước mắt. Lâm Ông liền vớt chiếc rương ấy lên. Lúc mở ra, thì thấy toàn là vàng bạc châu báu đầy ắp trong ấy. Lâm Ông vô cùng mừng rỡ, tự nghĩ Bồ Tát đã cứu mình khỏi nạn, lại còn cho tài bảo để sinh sống. Từ ấy, Lâm Ông gác bỏ tất cả mọi chuyện thế tục, một lòng chuyên nhất tu hành. Trích Thiện Dư Đương Thừa Bút. Sự tích 19. Triều đại nhà Thanh, Phan Quốc Chương là người ở Thuận Đức, tỉnh Quảng Châu. Ông là một Phật tử phát tâm quy hướng Tam Bảo đã lâu. Một ngày nọ, ông đi buôn ở Đoan Châu, và trên đường về quê, lúc bấy giờ là năm Bính Tuất, thuyền ông đến sông Tam Thủy gặp phải giông bão, bị sóng đánh úp. Quốc Chương
nhất tâm thành kính xưng niệm thánh hiệu Đức Quan Âm Đại Sĩ. Vì không biết bơi nên lúc bấy giờ Chương bị chìm sâu xuống biển. Thế là cái chết tâm phần khó thoát. Ngay lúc thập tử nhất sinh ấy, Chương vẫn luôn thành kính niệm thánh hiệu Đức Quan Âm. Chỉ trong giây lát, tự nhiên ông cảm thấy thân mình chạm hẳn vào bờ và sóng đưa ông thẳng lên bãi cát. Chương nhìn lại toàn thân, các thứ hành lý mang theo mình vẫn còn đủ cả. Sau khi thoát nạn, Quốc Chương đến núi Nhất Thân, xuất gia chuyên tu tịnh nghiệp, cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương. Ông tự lấy hiệu là Huyền Cầu. Trích Quan Âm từ Lâm Tập. Sự tích 20. Triều đại nhà Thanh, Phật tử Bành Nhất Thừa, người ở Nam Hải Phật Sơn tỉnh Quảng Châu, phát tâm quy y thọ giới từ nhỏ. Hằng ngày ông luôn niệm Phật tụng kinh, phụng thừa pháp lục trai mỗi tháng. Niên hiệu Khang Hy nhà Thanh, nhằm tháng Chạp năm Đinh Mùi, trên đường từ Quảng Châu về nhà, Nhất Thừa cùng 5 người bạn đồng đi trên một chiếc thuyền. Giữa đường trời nổi gió mạnh, làm sóng biển dâng cao dữ dội, đánh thuyền họ lật úp. 5 người kia đều là những tay bơi lội giỏi nên vào được bờ an ổn. Riêng Nhất Thừa bị kẹt trong lòng ghe lật úp, không sao thoát ra được, nên chỉ nhất tâm thành kính niệm thánh hiệu Đức Quan Thế Âm. Mặc dầu lúc bấy giờ ông đã bị nước biển tràn vào miệng, uống gần nửa bụng, nhưng ông vẫn không quên niệm thánh hiệu của Ngài. Chỉ trong phút chốc, ông cảm thấy có người nào đó cầm tay ông kéo lên khỏi mặt nước. Sau đó, chiếc thuyền của ông như được một phép lạ huyền bí nào lật ngửa lại, trơn buồm lên. Ông lại được đặt vào trong thuyền, và chiếc thuyền nương theo hướng gió thuận chiều, tiến vào bờ một cách an toàn. Khi Thừa bước lên bờ, những người đứng trên đó đổ xô đến hỏi Thừa rằng: lúc nãy chúng tôi trông thấy có một người mặc bạch y, vác tấm buồm ngồi trên thuyền, sao bây giờ chỉ còn có một mình ông? Người ấy còn ở dưới thuyền hay có thể đã bị rớt xuống biển chết chìm rồi? Thừa ngạc nhiên đáp: không có ai hết, chỉ có một mình tôi thôi mà. Chính lúc tôi sắp bị chết chìm thì cảm thấy hình như có ai đó cứu tôi, đặt vào trong thuyền. Sau đó tôi hoàn toàn không biết tại sao thuyền lại có thể chạy vào bờ được. Mọi người nghe thế đều không tin, nên cứ gạn hỏi 2-3 lần. Thừa vẫn đáp như trước, chính bản thân ông lúc đó mới biết người mặc bạch y kia chính là Đức Đại Sĩ hiện thân cứu độ ông thoát nạn. Sau này Thừa đem chuyện này ghi thành sách để lưu truyền trong dân gian. Trích Quan Âm từ Lâm Tập. Sự tích 21. Triều đại nhà Thanh, Lưu Thẩu Sơn là người ở xứ Mạc Lăng. Nguyên mẹ của ông khi đã 48 tuổi vẫn chưa có con. Bà đi chùa lễ bái cầu đảo và sau đó có mang, sanh ra Thẩu Sơn. Vừa sinh ra, Thẩu Sơn đã không chịu bú sữa mẹ, vì bà mẹ vẫn còn ăn huyết nhục chúng sanh. Chú bé chỉ bú nước cháo và bột đậu xanh và tiếp tục ăn chay khi vừa biết ăn cho đến lúc lớn. Đến năm Kỷ Sửu, họ Lưu đi Nam Hải để chiêm bái cúng dường đại sĩ. Khi đi thuyền, ông phát nguyện cầu xin được thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi vừa phát nguyện xong, bỗng thấy trên mặt biển hiện 2 đóa sen lớn như bánh xe. Trong đóa thứ nhất có một đồng nam, đóa thứ hai có một đồng nữ, cả hai đều đang đứng chắp tay. Tiếp theo, ông lại thấy Đức Quan Âm ngồi trên một đóa hoa sen khác rất lớn. Lưu lập tức cúi đầu lễ lại. Khi đứng dậy thì Bồ Tát và cả hai đồng nam đồng nữ đều biến mất. Sau đó đột nhiên sóng gió nổi lên ầm ầm, thuyền của ông bị lật úp.
Lưu vừa chìm xuống nước, bỗng thấy trước mặt mình hình như không có gì án ngữ, cũng không bị ngộp nước, và có một vị tăng dắt tay ông dẫn đi. Chỉ trong giây lát, bỗng nhiên ông thấy mình đang đứng trước cửa nhà mình, y phục vẫn khô ráo, còn vị tăng thì biến đi mất. Mẫu thân của ông thấy con vội vàng ra đón. Lưu lúc bấy giờ như người trong cơn say hoặc còn nằm mộng, ngơ ngơ ngác ngác. Mẫu thân Thổ Sơn liền dùng nước trà cho ông uống. Thổ Sơn tỉnh lại, thuật rõ mọi chuyện cho mẹ nghe. Ông và mẹ ông đều tin chắc rằng vị tăng nhân đó chính là Đức Quan Âm Bồ Tát Thùy Từ cứu hộ. Trích Đường Nghi Chi Ký Kỳ Thư. Sự tích 22. Triều đại nhà Thanh, Diệp Mai Sanh là người ở huyện Quảng Phong, tỉnh Giang Tây, tường thuật câu chuyện của người chú vợ là Trần Đình Dục như sau. Đình Dục là người thâm tín Phật Pháp. Ông thờ phượng Đức Quan Âm Đại Sĩ rất thành kính. Hằng ngày ông tụng chú Đại Bi, dù bận rộn thế nào cũng không bỏ thiếu sót. Niên hiệu Đạo Quan nhà Thanh, nhằm mùa thu năm Quý Tỵ, Đình Dục nhậm chức quận Ti Mã. Một hôm, ông có việc đi từ Hàng Giang vào Kinh Đô bằng đường thủy. Hôm ấy nhân tiết trời mát mẻ, ông bèn ra trước mũi thuyền để ngắm phong cảnh. Lúc đó, người lái thuyền đang sửa buồm để theo hướng gió, rủi ro đụng nhầm Đình Dục, làm ông mất thăng bằng, trợt chân ngã xuống nước. Lúc bấy giờ vì gió thổi quá mạnh, nên chiếc thuyền cứ băng băng lướt đi, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa chỗ người bị nạn khoảng hơn một dặm. Đình Dục vừa té xuống nước thì thấy sóng trắng xóa như tuyết, nhưng thật lạ lùng, mực nước chỉ lên đến quá gối ông mà thôi. Ông cảm thấy dưới chân dường như có một vật gì thật cứng và vững vàng nâng ông lên, không cho chìm xuống. Toàn thân ông nổi bền bồng và y phục thì phất phơ trên mặt nước. Ông thành tâm tụng chú Đại Bi chưa được ba biến, bỗng nhiên có người thấy đến tiếp cứu và đưa ông vào bờ. Trích Thường Túc Am Tùy Bút. Sự tích 23. Triều đại nhà Thanh, niên hiệu Khang Hy năm thứ hai, có một ngư dân sống bằng nghề đánh cá tại một vùng duyên hải hẻo lánh. Một đêm nọ, anh đang cho thuyền đậu dưới chân một ngọn núi nhỏ. Giữa khuya, anh đang ngủ mơ màng, chợt nghe bên tai có tiếng sơn thần ở núi ấy bảo thuộc hạ rằng: sáng ngày mai sẽ có ghe muối đi ngang qua đây, tụi chúng bay phải để ý và bắt họ lại. Sáng hôm sau, anh ngư dân quả nhiên thấy có một chiếc ghe muối đang trương buồm chạy ngang qua nơi ấy. Vừa lúc đó, cuồng phong bỗng nhiên nổi dậy, mặt biển nổi sóng thật to, chiếc ghe chở muối nghiêng ngả dữ dội, cơ hồ muốn lật úp. Nhưng sau nhiều lần như vậy, chiếc ghe dường như có một sức mạnh huyền bí nào giúp nó vẫn vượt qua khỏi những cơn sóng giết người ấy. Cuối cùng, cuồng phong cũng không làm sao đánh úp được chiếc thuyền và nó thoát đi qua khỏi nơi ấy một cách an toàn. Đêm ấy, anh ngư dân vẫn cho ghe mình ở chỗ cũ. Đến nửa khuya anh đang ngủ, bỗng nghe tiếng sơn thần quở trách thuộc hạ tại sao không tuân theo lệnh của ông ta đánh đắm chiếc thuyền chở muối. Các thuộc hạ của ông ta thưa rằng: chúng tôi vâng mệnh lệnh của đại thần, nhưng lúc làm giông tố và sóng gió nổi dậy để bắt chiếc ghe muối, bỗng chúng tôi thấy Đức Quan Âm Đại Sĩ đứng ở phía sau chiếc ghe ấy, nên chúng tôi không dám đến gần. Sáng ngày hôm sau, người đánh cá tìm đến chiếc ghe muối để hỏi chuyện cho biết hư thực. Người trong ghe ấy thuật lại rằng không có ai đứng ở đằng sau lái ngoài người cầm lái. Người này trì trai giới đã lâu năm và hằng ngày vẫn luôn lễ bái phụng thờ Đức Quan Thế Âm rất thành kính. Trích Vạn Thiện Tiên Tự.
Sự tích 24. Triều nhà Thanh, Trình Chiêu, người ở huyện Phù Lương, tỉnh Giang Tây, là một bậc hiếu liêm. Danh từ này có hai nghĩa. Thứ nhất là người có học hạnh, được các quan địa phương tiến cử về triều làm quan. Thứ hai, các cử nhân đời nhà Minh và nhà Thanh đều được gọi là hiếu liêm. Trình Chiêu mắc bệnh sốt rét đã lâu năm, chạy chữa nhiều nhưng vẫn không khỏi. Trình Chiêu phát nguyện nhất tâm trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Sau một thời gian bệnh được khỏi hẳn, Trình Chiêu vẫn tiếp tục mai chiều mật niệm không gián đoạn. Niên hiệu Đạo Quang năm Quý Tỵ, Trình Chiêu vào kinh đô thi cử nhân bị hỏng. Khi trở về, ghe của ông khi đến sông lớn, bỗng bị gió mạnh sóng to nổi dậy đánh lật úp. Trình Chiêu trôi nổi theo chiếc ghe hơn 10 dặm. Trong lúc kinh hoàng ấy, ông chí thành trì niệm tâm kinh và ôm chặt được bánh lái của chiếc ghe. Phút chốc, ông cảm thấy bên dưới chân dường như có vật gì nâng đỡ ông lên. Nhờ đó, ông lấy hết sức trèo lên bánh lái và ngồi yên được trên đó, cho tới lúc nghe tiếng nói chuyện của những người bạn trên bờ, ông liền lên tiếng kêu cứu. Mọi người nghe thấy vội đến tiếp ứng và đưa ông lên bờ bình an vô sự. Trích Nam Hải Nhất Trước. Sự tích 25. Tại tỉnh Giang Ninh, Trung Quốc, có Phật tử từ Phương Đoan. Ông có bà mẹ vợ là Trang Thị, thường ngày hay đến nhà con rể để trì tụng kinh Phổ Môn, xong việc rồi thì đi về. Vì nhà cửa bà ít ai tin Phật Pháp, nhất là chồng và con trai bà. Bà đôn đốc mấy đứa con gái cùng với mình mỗi tối đến nhà chàng rể tụng kinh. Một thời gian sau, gặp lúc đoàn quân của triều đình trên đường Nam Chinh, chúng đi ngang qua xóm ấy, vào nhà dân chúng vơ vét tài sản. Khi bọn họ xông vào nhà Phương Đoan, các cô gái vì sợ bị làm nhục nên đồng nhảy xuống sông tự tử. Nhưng thật lạ lùng, các cô không bị chìm xuống nước mà lại nổi lên mặt nước và trôi tấp vào bãi cát. Còn bọn quân lính sau khi vơ vét tài sản của dân chúng đem xuống ghe, ngay đêm ấy, giông bão nổi lên đánh chìm tất cả tài sản chúng vừa cướp được. Chỉ riêng bọn chúng nhờ biết lỗi nên không bị chết đuối. Trích Kinh Tín Lục. Sự tích 26. Tại huyện Đông Đoài, có bà lão họ Phương đã ngoài 60 tuổi. Một hôm nọ, bà bồng cháu qua sông. Bất ngờ bà trợt chân trên cầu và té xuống nước. Bấy giờ nước sông đang chảy xiết, nhưng thật không ai ngờ được, khi thấy bà vẫn bồng cháu đứng vững dưới nước, không hề bị nước ngập lên đầu và cũng không bị nước cuốn trôi. Mọi người đổ xô đến tiếp cứu. Khi đưa được bà và cháu bé lên bờ, ai nấy đều hỏi nguyên do vì sao bà không bị chìm. Bà thành thật trả lời: "Tôi vẫn không biết gì về tai nạn nguy hiểm đang xảy ra, chỉ vì lúc đó tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu Đức Quan Âm." Bà lão còn cho biết thêm, trong lúc bình nhật, bà vẫn thường trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm, và thời gian trì niệm của bà đã trải qua thật nhiều năm liên tục, nên đã trở nên thói quen thuần thục. Do đó khi bị nạn, bà tin chắc rằng bà đã được Đức Bồ Tát Thùy Từ gia hộ. Sự việc này do Huệ Sơn Hòa Thượng, trụ trì chùa Tây Thiên ở xứ Kim Lăng thuật lại. Trích Quan Thế Âm Trì Niệm Ký. Sự tích 27. Triệu Đại Thành là người ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, thường nghe nhiều người bảo bạch y thần chú của Đức Quan Âm vô cùng linh nghiệm. Thành phát tâm trì tụng cung kính. Một ngày nọ, Thành có việc phải đi qua sông lớn, gặp lúc gió to sóng dữ, những người cùng đi với Thành trên thuyền đều bị chết đắm khi thuyền lật úp. Chỉ riêng có Thành là may mắn được sống sót. Trích
kính tính lục. Sự tích 28. Triều nhà Tấn có người tên là Trúc Tường Thư, gốc ở xứ Thiên Trúc, lập nghiệp sinh sống ở Ngô Trung đã lâu năm. Hàng ngày ông chuyên tâm trì tụng kinh Phổ Môn. Một hôm, nhà láng giềng bị hỏa hoạn, ngọn lửa cháy lan sang nhiều nhà khác rất nhanh chóng và dữ dội. Tường Thư lúc bấy giờ chỉ nhất tâm trì niệm thánh hiệu Đức Quan Thế Âm, cầu xin đại sĩ Minh Gia cứu độ. Túp liều tranh của ông ở vị trí ngay hướng gió. Nhưng thật lạ lùng, khi ngọn lửa sắp đến, gió bỗng nhiên chuyển hướng nên ngọn lửa không lan sang nhà ông được. Khi mọi người dập tắt được đám cháy, thấy nhà ông còn nguyên vẹn, ai nấy đều lấy làm lạ. Nhất là khi nghe ông kể lại việc trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm mà khỏi bị cháy nhà. Mọi người đều ngợi khen và cho là chuyện chưa từng có. Trong số những người nghe chuyện, có một thiếu niên không tin Phật Pháp. Nghe mọi người tán thán sự linh nghiệm của Đức Đại Sĩ, anh sanh lòng chê bai và ganh ghét, tìm cách hãm hại Tường Thư. Một đêm tối trời, thừa dịp trời nổi gió lớn, anh ta ném một cây củi đang cháy vào nóc nhà Tường Thư. Nhưng củi vừa chạm vào nóc nhà thì lại tắt ngúm. Anh ta tức giận, ném liên tiếp đến lần thứ tư, củi vẫn bị tắt, không cháy được. Trước sự lạ lùng ấy, chàng thiếu niên chợt tỉnh ngộ, cảm thấy hối hận vì việc làm đầy tội lỗi của mình. Anh ta liền đến trước mặt Tường Thư cúi đầu nhận tội. Sau đó hỏi Tường Thư: "Ông có thần lực chi mà cả bốn lần tôi cố ý đốt nhà ông, nhưng lửa vẫn bị dập tắt?" Tường Thư thành thật đáp: "Tôi không có thần lực gì, chỉ biết hằng ngày thành kính trì niệm thánh hiệu Đức Quan Thế Âm mà thôi. Nhờ Bồ Tát từ bi gia hộ, nên chẳng những không bị nạn hỏa hoạn, mà mỗi khi có những tai nạn cấp bách gì, cũng đều được bình an thoát khổ." Trích Minh Tường Ký. Sự tích 29. Triều đại Giao Tần. Thầy Thích Pháp Trí kể lại: "Lúc thầy chưa xuất gia, một hôm thầy đi một mình đến một khu đầm lớn. Lúc bấy giờ vào mùa khô, dân trong vùng đốt cỏ để dọn đất trồng hoa màu. Lúc lửa cháy, gặp gió to, lửa phát cháy dữ dội và lan ra cả bốn phía, chẳng khác nào một trận cháy rừng. Thầy Pháp Trí lúc bấy giờ bị kẹt trong đám cháy, không làm sao thoát ra được, chỉ còn biết chờ chết. Ngay lúc thập tử nhất sinh ấy, thầy nhớ đến Đức Quan Âm, nên vội nhiếp tâm chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu của Ngài. Một lúc lâu sau, đám cháy đã dứt, thầy mới hoàn hồn và nhận ra chung quanh mình tất cả cây cối đều cháy rụi. Chỉ riêng chỗ thầy ngồi là còn nguyên vẹn, một cọng cỏ cũng không bị cháy. Sau khi thoát khỏi tai nạn này, thầy phát tâm quy hướng Phật Pháp. Mặc dù còn tại gia, thầy vẫn luôn tinh tấn trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm hằng ngày, không hề sao lãng. Một thời gian sau, Chúa Giao Hưng sai thầy cầm quân đi dẹp loạn. Trong lúc điều động quân lính đánh giặc, bỗng ngựa của thầy chạy lạc vào vòng vây của địch. Tình thế thật nguy cấp, thầy túng thế không biết làm sao, vội ẩn mình vào bụi gai bên dòng suối nhỏ. Nhưng khốn nổi, bụi gai ấy quá thưa, nên chỉ che được phần đầu và cổ của thầy thôi. Thầy chỉ còn biết nhất tâm cầu nguyện và trì niệm thánh hiệu Đức Quan Âm, xin Ngài cứu mạng. Lúc ấy, một số người nhìn thấy thầy núp trong bụi gai, nên báo cho quân địch biết. Chúng liền chạy đến chỗ bụi gai để bắt giết thầy. Nhưng khi các quân sĩ này đến nơi, họ không thấy thầy. Tìm một hồi lâu, vẫn không kết quả, chúng bèn bỏ đi. Thầy nhờ đó mà thoát nạn. Sau chuyến dẹp loạn ấy, thầy xin từ quan và xuất gia tu hành. Trích Minh Tường Ký. Sự tích 30.
Thiện Ấp và Mẹo Điều là hai huyện thường xảy ra hỏa hoạn. Dân cư trong hai huyện ấy không ai thoát khỏi. Chỉ có một mình nhà của Ngu Khải là không bị. Vì vậy mọi người đương thời xúm nhau bàn tán sự kiện lạ lùng này. Về sau, một số người lân cận nhà họ Ngu để tâm dò xét. Họ thấy mỗi khi xảy ra hỏa hoạn, lúc ngọn lửa cháy lan đến sát nhà Ngu Khải thì dừng lại hoặc tắt hẳn, và lần nào cũng thế. Có người hiếu kỳ đến tận nhà Khải quan sát. Họ phát hiện ra bên hông nhà Khải có để những bản khắc kinh Quan Âm từ lâu. Lúc ấy mọi người mới biết nguyên nhân tại sao nhà Khải được thoát hỏa tai. Từ đó, mọi người đua nhau xuất tiền mướn thợ khắc bản in kinh Quan Âm để trì tụng. Ngoài ra, nhiều người còn phát nguyện trường trai. Về sau, cả hai huyện không còn bị nạn hỏa hoạn hoành hành nữa. Trích Quan Âm Kinh Cận Nghiệm. Sự tích 31. Tại Minh Huy, có người họ Uông, nhà ở dưới chân núi Côn Sơn, đối diện với nhà Vương Trưởng Lão. Người họ Uông phát nguyện trì trai niệm Phật đã 3 năm và dự định đến Phổ Đà Bảo Sơn để chiêm bái cúng dường Đức Quan Âm Đại Sĩ. Nhân ngày Tết Nguyên Đán, ông sắm sửa hành trang, vừa bước xuống thuyền thì bỗng nhiên hiệu buôn bên cạnh nhà ông bị bốc cháy. Người nhà của ông vội vã đến báo tin và hối thúc ông phải trở về nhà gấp để đề phòng hỏa hoạn lan sang hiệu buôn của ông. Uông Công bình tĩnh trả lời: "Tôi đã trải qua 3 năm chí thành nguyện trường trai niệm Phật, mong được đến Bảo Sơn cúng dường chiêm bái Đức Bồ Tát. Hôm nay đâu thể vì một cái tiệm mà thay đổi ý nguyện sao? Dù cho tiệm buôn có bị cháy cũng mặc kệ, tôi nhất quyết không về." Cuối cùng ông quyết định nhổ neo, trương buồm hướng về phía Hải Nam lướt sóng. Sau khi chiêm bái cúng dường Đức Quan Âm Đại Sĩ, ông trở về Côn Sơn thì thấy toàn bộ những hiệu buôn chung quanh nhà ông, luôn cả ngôi nhà lầu lớn của họ Vương, đều trở thành đống tro tàn đổ nát. Riêng hiệu buôn của Uông Công vẫn còn nguyên vẹn. Những kẻ đương thời ai nấy đều bàn tán và cho là một việc thần kỳ hiếm thấy. Trích Hiện Quả Tùy Lục. Sự tích 32. Triều đại nhà Thanh, Phật tử Thái Tư Nhương phụng mạng triều đình đảm nhận việc giám sát các tuyến vận tải đường thủy tại cửa sông Hoàng Hà. Ông đến Giang Tây, một thị trấn nằm bên bờ sông Hoàng Hà, thuê một dãy nhà lớn của nhân dân địa phương để làm công sở. Đặc biệt, dãy nhà này không có vách ngăn, bốn phía để trống và tiếp giáp với nhà dân chúng. Ngày 11 tháng 5, thị trấn Giang Tây bị hỏa hoạn. Tất cả mọi người tất bật lo cứu hỏa và di chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài. Trong lúc đó, Phật tử Nhương vẫn ngồi an nhiên bất động. Gia nhân thấy vậy, hốt hoảng, nhiều lần khẩn khoản xin ông ra ngoài lánh nạn lửa. Phật tử Nhương vẫn không nao núng và không hề ra khỏi chỗ đang ngồi. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, lan mạnh sang những công sở khác bên cạnh và thiêu hủy liên tiếp mấy nóc gia sát chỗ của Nhương. Cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt, và ngay chỗ của Nhương thì không hề bị một tổn hại nào. Mọi người chứng kiến cảnh tượng lạ lùng ấy đều kinh ngạc. Họ đổ xô đến hỏi Nhương có phép thuật lạ gì mà tránh khỏi nạn lửa dữ. Tư Nhương từ tốn đáp: "Tôi hoàn toàn không có một pháp thuật lạ nào cả. Lúc lửa cháy dữ dội, tôi chỉ thành tâm trì tụng chú Đại Bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Ngài cứu độ cho qua khỏi tai nạn." Mọi người nghe Nhương bảo thế, họ bán tín bán nghi, tiếp tục đặt nghi vấn. "Chúng tôi không bao giờ phủ nhận sự linh hiển của thần chú của Đức Phật, nhưng chúng tôi thấy rất nhiều người trì chú, muôn người không được một, cảm được sự linh nghiệm. Thế mà Ngài dám cả gan ngồi yên giữa biển lửa. Lúc ấy
Ngài không nghĩ đó là sự hy sinh thân mạng một cách oan uổng hay sao? Phật tử Tư Nhương ôn hòa giải thích: Quý vị nói đúng lắm, nhưng gia đình của tôi từ ông Sơ, ông Cố trở xuống đã nhiều đời chí thành trì tụng thần chú ấy, đều được thoát khỏi khổ nạn cấp bách của đao binh, thủy hỏa, vân vân. Những sự kiện ấy nhiều không kể hết được. Chính bản thân tôi đây đã trì tụng chú Đại Bi hơn 20 năm, và mỗi khi gặp cấp nạn, tôi chỉ chí thành khẩn thiết trì tụng, liền được sự cảm ứng. Trước đây, vào niên hiệu Càn Long năm thứ 29, vào lúc mùa xuân, tôi đang ở Kinh Sư. Nhà tôi ở trên hồ đầm phía nam. Đột nhiên xóm nhà này bị phát hỏa, lại nhằm lúc gió nam thổi mạnh, ngọn lửa nương theo sức gió càng cháy lan dữ dội. Lúc đó tôi biết không thể nào đem đồ đạc ra ngoài kịp thời được, nên chỉ nhất tâm thành kính trì chú Đại Bi. Chưa dứt một biến, bỗng gió nam chuyển hướng, ngọn lửa quay sang hướng khác. Nhà tôi nhờ đó vẫn còn nguyên vẹn. Do những sự kiện đó, tôi tin chắc rằng thần chú Đại Bi này có năng lực chuyển tất cả những ách nạn. Nếu lòng tin của tôi không chân thiết, thì không bao giờ tôi dám khinh thường sinh mạng ở giữa chỗ hiểm nguy như thế. Trích Tính Tâm Lục. Sự tích 33. Phật tử Châu Văn Tự, tự là Thiếu Tiên, người ở xứ Dư Giao, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, ông thi đỗ cử nhân. Thiếu Tiên là một người chánh trực, nhân hậu và hết sức hiếu hạnh. Khi nhậm chức học chính ở châu Hải Ninh, ông trước tác quyển Thuyết Tiêu Lâu Ích Thọ Tỏa Ngọa Ký. Trong đó có một đoạn nói về cuộc hỏa hoạn như sau. Niên hiệu Đạo Quang, năm thứ tư nhà Thanh, vào ngày mùng 7 tháng 9 năm Giáp Thân, một xóm nhà nọ ở hướng Bắc bị phát hỏa. Xóm nhà này lại ở ngay sát bên hông Thuyết Tiêu Lâu của tôi đang cư ngụ. Tôi thường ngày trì tụng thần chú Bạch Y của Đức Quan Thế Âm không bao giờ gián đoạn. Vì thế, trong lúc hỏa hoạn cấp bách ấy, tôi cũng vẫn thành tâm trì tụng Bạch Y thần chú. Lúc bấy giờ ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 10 căn nhà thành tro bụi. Như thế nào đã yên, ngay sau đó một trận cuồng phong bỗng nổi dậy, ngọn lửa đột nhiên chuyển sang hướng tây. Thuyết Tiêu Lâu của tôi đang ở cũng bắt đầu chìm vào biển lửa, không làm sao dập tắt được. Tôi lại chí thành chuyên tâm trì tụng Bạch Y thần chú. Ngay lúc thập tử nhất sanh ấy, đột nhiên một trận mưa như trút nước từ trên bầu trời đang trong cảnh trời quang mây tạnh xuống. Thế gió ngừng hẳn lại, nhờ đó mọi người tận lực dập tắt được ngọn lửa dữ. Toàn cả gia đình tôi lúc bấy giờ đều một phen kinh hồn tán đổm. Cũng trong ngày ấy, phụ thân tôi đang nhàn du trên núi, từ xa đã trông thấy hai người cao chừng một trượng, mặc toàn đồ trắng, đứng hai góc đông và tây trên nóc Thuyết Tiêu Lâu, cùng làm những động tác như người đang chữa lửa. Thời gian sau khá lâu, tôi nhớ rõ, hôm ấy là ngày 30 tháng 11 năm Mậu Thìn. Một xóm nhà khác ở phía sau căn lầu thờ Tháp Bảo ở Hải Dương lại bị thần hỏa đến viếng. Lúc bấy giờ gió Tây Bắc thổi rất mạnh, ngọn lửa do đó áp thẳng lên đến nóc lầu. Mặc dù trời đang tiết nghiêm hàn rất lạnh, nhưng toàn nơi ấy sức nóng chẳng khác gì trong hỏa ngục. Tôi vẫn ở dưới lầu chí thành tụng chú. Chỉ trong nháy mắt, gió ngưng thổi, ngọn lửa được dập tắt. Thế là tôi đã được Phật lực che chở, tính đến lần đó là lần thứ hai. Trích Nhiếp Vân Đài Canh Tâm Trai Tùy Bút. Sự tích 34. Triều nhà Tấn, Cái Hội là người ở Sơn Dương, vì mắc tội nặng phải lãnh án xử tử nên đang bị nhốt trong ngục. Hội thành tâm xưng niệm thánh hiệu Đức Quan Thế Âm suốt 3 ngày đêm không gián đoạn. Đến đêm thứ 3,
hội thấy Đức Quan Âm hiện đến, toàn thân Ngài phóng hào quang chiếu thẳng đến người của hội. Mọi xiềng xích trên thân hội đều đứt và rơi xuống. Ngay lúc đó, cửa ngục tự động mở ra. Hội nhân dịp ấy trốn ra khỏi ngục. Quang minh của Đức Quan Âm rọi sáng dẫn lối cho hội đi đến hơn 20 dặm đường mới hết. Trích Quan Âm Huyền Nghĩa Sớ Ký. Sự tích 35. Đời nhà Tấn, Đậu Tuyền, người tỉnh Hà Nam. Niên hiệu Vĩnh Hòa, ông bị kẻ địch bắt cùng với 7 người bạn. Cả 8 người đều bị nhốt chung một ngục và bị xiềng xích rất nghiêm nhặt. Sa môn Thích Đạo Sơn vốn là người quen biết với Tuyền, vừa nghe tin Tuyền bị bắt liền tìm đến nơi để thăm. Nhưng bọn cai ngục không cho ông vào, nên ông phải đứng bên ngoài cửa ngục để nói chuyện với Tuyền. Đậu Tuyền thưa rằng: "Hiện nay sinh mạng của con chỉ còn trong khoảnh khắc, thầy có phương thế gì cứu độ con không?" Thầy Thích Đạo Sơn đáp: "Tôi là một phàm tăng, làm sao có phép gì cứu nạn được. Tuy nhiên, đạo hữu nên thành tâm quy mạng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và chuyên tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài, Ngài sẽ tòng thinh cứu khổ và chắc chắn sẽ có cảm ứng." Thời gian trước đó, Tuyền cũng thường nghe nhiều người nói việc tòng thanh cứu khổ của Đức Quan Thế Âm. Vì vậy, sau khi được nghe Ngài Đạo Sơn nhắc nhở, Tuyền liền phát tâm thâm tín, chuyên lòng trì niệm danh hiệu đại sĩ ngày đêm không dứt. Trải qua 3 ngày 3 đêm, Tuyền bỗng có cảm giác xiềng xích gông cùm trên thân dường như được nới lỏng ra. Tuyền dùng tay cử động thử, bỗng những chiếc gông cùm và các sợi xiềng xích đồng rớt xuống đất. Tuyền vô cùng mừng rỡ, nhưng ngay lúc ấy chợt nhớ đến đồng bạn cũng đang bị gông cùm. Tuyền không nỡ lòng thoát thân một mình, ông lại chí thành khẩn thiết cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Đức Đại Sĩ dùng sức đại từ bi, đại thần lực phổ độ cho tất cả bạn đồng cảnh của ông thoát qua tai nạn. Sau khi cầu nguyện xong, ông đến bên các bạn, tìm cách mở hết những chiếc gông cùm xiềng xích trên thân họ. Rồi cả 8 người đồng thừa dịp đêm tối vượt ngục chạy trốn. Bọn tuần cảnh không một người nào hay biết. Cả bọn Tuyền trèo tường ra ngoài và chạy hơn 10 dặm. Đến lúc trời sáng, họ tìm chốn rừng sâu tạm ẩn thân. Chỉ chốc lát sau, quân lính 4 phía bủa vây tìm kiếm, nhưng không tài nào phát hiện được chỗ bọn Tuyền ẩn núp. Cuối cùng bọn quân lính đành kéo đi. Đậu Tuyền và các bạn thoát nạn. Sau khi về quê an toàn, cả 8 người đều dốc lòng phát tâm kính tin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Người nào cũng tạc tượng đại sĩ để hằng ngày chiêm bái lễ lại. Thời gian sau, thầy Thích Đạo Sơn có dịp qua đấy, được nghe một Phật tử cư sĩ họ Tạ thuật rõ đầu đuôi câu chuyện. Trích Minh Tường Ký. Sự tích 36. Triều nhà Tấn, có một người tên Quách Tuyên Chi, nhà ở quận Thái Nguyên, niên hiệu Nghĩa Hy, năm thứ 4, vị quan thứ sử ở Hương Châu là Dương Tư Bình giết hại mấy ông tham quan nên bị bắt hạ ngục. Tuyên Chi bị nghi là tòng phạm nên cũng bị bắt giam vào ngục. Thời gian ở ngục, Tuyên Chi nhất tâm quy hướng Đức Quan Âm đại sĩ, ngày đêm chí thành cung kính xưng niệm thánh hiệu của Ngài. Một đêm nọ, lúc sắp ngủ, Chi bỗng thấy Bồ Tát hiện thân, phóng quang chiếu vào ngục. Tuyên Chi cúi đầu đảnh lễ cầu nguyện. Một lúc sau, Bồ Tát biến mất. Chẳng bao lâu, Tuyên Chi được ân xá. Sau khi thoát nạn, Chi liền rước danh họa vẽ từ dung của Bồ Tát hiện thân trong ngục và lập tịnh xá thờ phượng hình Ngài. Suốt đời ông chiêm bái cúng dường Đức Đại Sĩ thật tinh tấn. Trích Minh Tường Ký. Sự tích 37. Triều đại Lưu Tống, Pháp sư Tăng Bao là người ở Kinh Triệu,
trụ trì chùa Kỳ Hoàng. Một hôm, nhân lúc đi qua đường, pháp sư trông thấy một bọn giặc cướp gồm 6 người đang bị quan quân bắt. Pháp sư động lòng từ bi vì họ thuyết pháp. Sau đó ngài khuyên họ chí thành xưng niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm. Bọn giặc vâng lời, thành tâm niệm danh hiệu đại sĩ suốt thời gian bị bắt đến lúc sắp bị hành hình. Ngay đúng lúc quan đao phủ sắp chém họ, đột nhiên có lệnh ân xá của nhà vua. Cả bọn cướp đều được thoát tội xử trảm. Trích Cao Tăng Truyện tập 1. Sự tích 38. Triều đại Lưu Tống, thầy Thích Tăng Hồng là người ở Dự Châu, trụ trì chùa Ngõa Quan tại Kinh Sư. Từ lúc nhỏ, thầy đã là người nghiêm trì giới luật và tu hành rất tinh tấn. Thời gian sau, thầy đi khuyến hóa các Phật tử hữu duyên để chung sức đúc tượng Đức Bổn Sư Thích Ca bằng đồng. Nhưng khi thợ nấu đồng vừa xong, vừa mới đổ vào khuôn thì có lệnh của triều đình, lúc bấy giờ là cuối triều nhà Tống, cấm không cho bất kỳ người dân nào được dùng đồng. Hoàng đế đã ban hành một đạo luật rất nghiêm ngặt: nếu ai sử dụng đồng để làm bất cứ việc gì không có sự cho phép của triều đình sẽ bị tội tử hình. Thế là thầy Tăng Hồng bị ghép tội trái lệnh triều đình và bị bắt đem hạ ngục. Trong ngục thất, thầy chuyên tâm thành kính tụng kinh Phổ Môn và nhất tâm quy hướng Đức Bổn Sư qua hình ảnh bức tượng mà thầy đang đúc gian dở. Một đêm nọ, thầy nằm mộng thấy bức tượng đã đúc xong và chính tượng Đức Bổn Sư này đến xoa đầu thầy an ủi: không sao đâu, con đừng sợ. Thầy lại trông thấy nơi ngực của bức tượng có một khoảng ước chừng 1 thước vuông, thước của tàu ngày xưa, bị cháy nám. Đến ngày thầy bị đem đi hành hình, quan tham quân ở phủ tướng đi xe bò đến pháp trường để thi hành án và giám sát việc xử tử phạm nhân. Nhưng chiếc xe bò bị hư, quan giám sát bèn cho dời lại ngày khác. Ngay sau đó lại có thánh chỉ của hoàng đế truyền đến, chiếu viết: tội của Tăng Hồng theo trẫm nhận thấy đáng được dung thứ, các người không được giết. Thầy Tăng Hồng nhờ đó được tha bổng về chùa. Sau khi về đến chùa, thầy vội đến chỗ để khuôn đúc tượng và mở ra xem và đảnh lễ tượng Phật. Thật lạ lùng, trên ngực của tượng Phật rõ ràng có một khoảng vuông vức bị cháy nám. Trích Cao Tăng Truyện tập 1. Sự tích 39. Triều đại Lưu Tống, Vương Cầu tự Túc Đạt, người ở quận Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, được bổ nhiệm làm quan thái thú ở Bồi Lăng, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ông là một vị quan nhân từ, thương dân chúng như con. Năm đầu tiên thuộc niên hiệu Nguyên Gia, có nội loạn tại Tứ Xuyên, Vương Thái Thú bị thất trận và bị quân địch bắt. Sau đó chúng tống giam ông vào ngục. Vương Thái Thú vốn là một Phật tử, ông rất kính tin Phật Pháp. Đối với tất cả các Phật sự, ông đều tham gia rất nhiệt thành. Khi bị giam vào ngục, nhìn thấy những tội nhân đang bị giam chung với ông có đến hơn 100 người, đa số đều bị đói khát. Vương Thái Thú đem phần cơm mỗi bữa của mình chia sớt cho họ. Bản thân ông thì tự nguyện trường trai, lại thêm chí thành niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm đại sĩ. Một đêm nọ, ông nằm mộng thấy mình lên một pháp tòa rất cao đẹp và được một vị sa môn trao cho ông quyển kinh Nhan Đề Quang Minh An Hạnh Phẩm. Trong đó có rất nhiều danh hiệu chư Bồ Tát ở khắp 10 phương. Ông cúi đầu nhận lãnh và mở kinh ra đọc. Ông không nhớ tên vị Bồ Tát thứ nhất, mà chỉ nhớ danh hiệu vị Bồ Tát thứ hai là Quan Thế Âm, vị Bồ Tát thứ ba là Đại Thế Chí. Sau đó ông lại thấy một bánh xe lớn, vị sa môn giải thích đó là bánh xe luân hồi ngũ đạo. Khi thức giấc, Vương Thái Thú
nhận thấy tất cả xiềng xích trói chặt trên người ông bỗng nhiên rời khỏi mình ông. Trong tâm Vương Thái Thú, nhận thức đó chính nhờ nơi thần lực của Phật Quan Âm cứu hộ. Bấy giờ lòng ông càng khẩn thiết chí thành duyên nhất niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, tinh tấn hơn trước. Vì sợ quan cai ngục phát hiện sự thoát khỏi xiềng xích của mình, Vương Thái Thú tự lấy gông và xiềng mang lại như cũ. Trải qua 3 ngày sau, ông được bọn giặc phóng thích. Trích Pháp Uyển Châu Lâm Tập và Minh Tường Ký. Sự tích 40. Triều đại Lưu Tống, Phật tử Trương Hưng ở huyện Tân Hưng, tỉnh Quảng Đông. Lúc Bình Nhật đã phát tâm tính kính Tam Bảo, ông đã có nhiều lần theo 2 vị cao tăng là Sa Môn Tăng Dung và Đàm Duật thọ Bát Quan Trai. Niên hiệu Nguyên Gia, năm đầu thuộc triều nhà Tống, Hưng bị người vu khống về tội làm giặc cướp nên phải lánh nạn đi nơi khác. Vợ Hưng ở nhà bị bắt giam vào ngục. Vài ngày sau đó, nhà ngục nơi đó bị phát hỏa nên toàn bộ các tù nhân bị đưa ra ngoài vệ đường. Trong lúc chờ đám cháy được dập tắt, ngay lúc ấy, 2 vị Sa Môn Tăng Dung và Đàm Duật đi ngang qua đấy. Vợ Trương Hưng vừa thoáng thấy đã mừng rỡ kêu cứu: "A Xà Lê, xin hai thầy làm sao cứu giúp con với." Tăng Dung đáp: "Bần đạo không đủ năng lực để cứu U Bà Di. Tuy nhiên, nếu U Bà Di nghe lời thầy thì thầy chỉ một phương pháp rất hiệu quả. Con hãy chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Đức Quan Thế Âm, chắc chắn sẽ khỏi tai họa này." Vợ Trương Hưng vâng lời, ngày đêm chí thành cầu nguyện và niệm danh hiệu đại sĩ. Trải qua hơn 10 hôm, nàng nằm mộng thấy một vị sa môn đến gần nàng, dùng chân đá mạnh vào chiếc gông trên người nàng rồi la lớn: "Chao ôi, đừng ngủ nữa, dậy mau lên." Vợ Trương Hưng giật mình thức dậy thì thấy chiếc gông trên mình đã rớt xuống, nhưng nàng nhìn thấy cửa ngục vẫn còn đóng kín mít nên không tài nào thoát ra được. Sợ những người canh ngục phát giác, nàng lấy gông mang lại vào mình và nằm xuống ngủ lại. Nhưng vừa chợp mắt, vợ Trương Hưng lại thấy vị sa môn nãy đến bảo: "Cửa đã mở rồi, hãy thoát ra ngoài nhanh lên." Vợ Trương Hưng choàng dậy. Lúc ấy bọn cai ngục đều say ngủ không hay biết. Nhân cơ hội ấy, vợ Trương Hưng yên ổn thoát ra ngoài. Nàng dọ dẫm từng bước trong đêm tối dày đặc. Đi được khoảng 1 dặm đường, bỗng nàng vấp phải một người nào đó và té nhào xuống đất. Người kia đỡ nàng dậy, cả hai hỏi thăm nhau. Hóa ra kẻ ấy chính là chồng nàng. Vì trong bóng tối cả hai không nhận ra nhau được, hai người mừng tuổi lẫn lộn dìu nhau đi. Nhờ trời tối, cả hai trốn đến chùa của Sa Môn Đàm Duật. Thầy Đàm Duật vừa thấy hai vợ chồng đã nói: "Cứ an tâm, thầy sẽ giúp hai con." Hai vợ chồng Trương Hưng được thầy Đàm Duật cho ẩn trú trong chùa một thời gian để tránh sự truy lùng của quan quân. Sau đó cả hai trở về nhà an ổn. Trích Minh Tường Ký. Sự tích 41. Triều đại Lưu Tống, Phật tử Trương Xương là người thành kính đối với Tam Bảo. Trong nhà, ông thờ Đức Quan Âm Đại Sĩ rất trang nghiêm. Thường ngày ông luôn chiêm bái và trì niệm danh hiệu ngài không biến trễ. Trương Xương có một người bạn là Nam Tiêu Vương. Nam Tiêu Vương có ý định phản nghịch nên muốn Trương Xương hợp tác. Xương không nghe theo. Tiêu Vương sợ bị lộ cơ mưu nên có ý muốn hại Xương. Một đêm, Tiêu Vương nằm mộng thấy Đức Quan Âm Bồ Tát hiện đến bảo rằng: "Nhà ngươi không được giết hại Trương Xương." Tiêu Vương tỉnh giấc nhớ lại điềm chiêm bao nên không dám hại Trương Xương. Thời gian sau, âm mưu tạo phản của Tiêu Vương bị lộ. Vương bị triều đình xử trảm.
Riêng Trương Dương cũng bị tình nghi có liên can nên bị tống giam vào ngục. Vào trong ngục, Trương Dương một lòng chuyên nhất tụng kinh Phổ Môn 1000 biến. Những dây xích dùng để trói xương cứ bị đứt từng đoạn. Quan giám ngục đổi hết dây này đến dây khác nhưng cũng vẫn bị đứt. Thấy chuyện lạ, viên giám ngục này đem chuyện trình lên thượng cấp. Một vị đại quan biết được việc ấy tâu lên triều đình. Nhà vua liền hạ lệnh phóng thích Trương Dương. Trích Đàm Tẩu. Sự tích 42. Triều đại Lưu Tống, Phật tử Hàn Huy ở Chi Giang cùng với chú ruột bị Vu Khống, nên cả hai bị tống giam vào ngục. Thường ngày Huy rất tin tưởng Tam Bảo và trong nhà thờ Phật rất trang nghiêm. Ông lại thường xuyên trì tụng kinh Phổ Môn. Khi bị giam vào ngục, Huy lo sợ không phương cách gì thoát hiểm được, nên ngày đêm chí thành trì tụng kinh Phổ Môn. Lúc tụng đến khoảng vài trăm biến, đột nhiên giữa lúc ban ngày, những xiềng xích trên thân Huy chuyển động phát ra tiếng lớn, mọi người có thể nghe thấy. Sau đó chúng tự động đứt ra và rơi xuống. Huy sợ quan giám ngục cho là mình tìm cách chặt phá, nên nhờ người đem việc ấy trình báo. Quan giám ngục dù thấy việc ấy vẫn không tin, cho người lấy xiềng khác trói Huy lại rồi bỏ đi. Huy vẫn tụng kinh không ngừng nghỉ, xiềng xích vẫn tiếp tục khua động như trước. Quan giám ngục lúc bấy giờ không còn cách nào khác, vì sự việc quá hiển nhiên nên phải đem việc ấy báo lên quan trên. Các vị quan này vội đến xem xét hiện trường. Khi thấy mọi việc đúng như lời cấp báo của quan giám ngục, họ hỏi lại Huy. Huy thành thật đáp: từ ngày tôi bị hạ ngục, tôi chỉ chuyên lòng tụng kinh Phổ Môn để cầu xin thoát nạn. Các quan nghe nói thế đều đem lòng kính tin sự linh ứng và đức từ bi của Quan Âm đại sĩ. Sau đó họ bèn phóng thích Hàn Huy. Trích Minh Tường Ký. Sự tích 43. Triều nhà Tề, Phật tử Bành Tử Kiều là người ở huyện Ích Vương, tỉnh Hồ Nam, được bổ nhiệm chức chủ bộ kiêm việc hầu hạ quan thái thú Trần Văn Long ở địa phương. Hằng ngày Kiều thường trì tụng kinh Phổ Môn mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Niên hiệu Kiến Nguyên đầu nhà Tề, ông vô tình phạm tội nên bị bắt nhốt vào ngục. Quan thái thú Trần Văn Long lúc ấy quá tức giận, định quyết định xử trảm. Tử Kiều biết không cách gì cứu vãn được mạng sống, nên nhất tâm thành kính xưng niệm thánh hiệu Đức Quan Thế Âm, đồng thời chí thiết tụng kinh Phổ Môn đến hơn 100 biến. Ông dốc hết tâm thành tụng niệm mãi miết, đến lúc mệt lả nằm thiếp đi lúc nào không hay. Lúc bấy giờ có một vị quan tên Đỗ Đạo Vĩnh ở huyện Tương Tây, vì phạm tội nên cũng bị bắt và bị giam chung với Tử Kiều. Trong lúc mỏi mệt, Vinh mơ màng nửa mê nửa tỉnh, chợt thấy có một cặp bạch hạc bay đến đậu trên tấm bình phong gần chỗ Tử Kiều đang nằm. Trong khoảnh khắc, Vinh lại thấy đôi bạch hạc ấy biến thành một cặp mỹ nhân. Hai nàng ấy đến bên Tử Kiều và cúi xuống tháo gỡ hai chiếc cùm đang còng đôi chân của Tử Kiều. Vinh giật mình thức dậy, mở choàng mắt ra thì không thấy mỹ nhân đâu cả, đôi bạch hạc cũng biến mất. Vinh đến bên Tử Kiều xem xét thì thấy hai chiếc cùm đã rớt ra khỏi chân Tử Kiều, nhưng điều lạ lùng là đôi cùm ấy vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết gì bị mở ra hay bị bẻ gãy gì cả. Vinh quá kinh hãi, chưa biết lý giải thế nào thì Tử Kiều cũng vừa thức giấc. Tử Kiều nhận thấy sự việc lạ lùng này cũng không hiểu tại sao. Lúc bấy giờ Vinh mới hỏi Tử Kiều lúc ngủ có mộng thấy gì không. Tử Kiều bảo không thấy gì cả. Vinh liền đem điềm chiêm bao của mình kể lại cho Kiều nghe. Tử Kiều nghe xong biết chắc chắn là mình đã được Phật lực gia hộ.
Nhưng vì lo sợ quan giám ngục nghi mình tìm cách bẻ khóa chân để vượt ngục, nên tự lấy gông mang vào chân trở lại. Khoảng 4-5 ngày sau, Tử Kiều bỗng nhiên được lệnh phóng thích. Trích Pháp Uyển Châu Lâm Tập. Sự tích 44. Triều đại nhà Nguyên Ngụy, niên hiệu Thiên Bình, Phật tử Tôn Kính Đức là một tu sĩ ở huyện Đinh Châu, tỉnh Trực Lệ. Trước khi xuất gia, Kính Đức vẫn có tâm rất thành kính đối với Tam Bảo. Ông đã từng tạc tượng Đức Quan Âm Đại Sĩ để thờ phượng ngày đêm lễ bái. Thời gian sau, vì bị liên lụy về một vụ giặc cướp, nên ông bị hạ ngục và bị tra tấn hành hạ thật dã man. Một đêm nọ, ông nằm mộng thấy một vị sa môn đến bảo rằng: người nên tụng kinh Phổ Môn 1000 biến thì sẽ được khỏi nạn. Thức dậy, ông liền vâng lời vị sa môn, cố gắng ngày đêm tụng kinh Phổ Môn liên tục. Đến hôm thọ án tử hình thì số kinh Phổ Môn ông tụng cũng vừa đủ số 1000 biến. Đao phủ cầm đao chém ông, nhưng vừa đến cổ ông thì bỗng thanh đao bị gãi làm 3 đoạn, và cổ của ông không hề bị trầy hay bị đứt một vết nhỏ. Đao phủ đổi đao 3 lần thì đều bị gãi như trước. Quan Hữu Ti thi hành án thấy chuyện lạ, liền đem sự việc tâu lên triều đình. Quan thừa tướng tiếp biểu tấu dâng lên vua và đề nghị triều đình tha tội cho Kính Đức. Hoàng đế chuẩn tấu và Kính Đức được tha bổng. Khi ông trở về nhà, đến lễ tượng Đức Quan Âm thì thấy cổ bức tượng có dấu 3 vết đao in hẳn rõ ràng trên đó. Sự tích 45. Triều nhà Nguyên Ngụy, Lưu Cảnh Dục và Tiết Mân Sơ, cả hai đều là quốc sinh quốc tử giám. Vì dính líu đến một vụ trộm cướp do kẻ ác phao vu nên đều bị bắt nhốt vào ngục Tấn Dương. Hai người thường ngày luôn tín phụng Phật Pháp và thường chí tâm tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Đến lúc bị nạn, cả hai càng thành tín chuyên tâm tụng niệm. Lúc nào trong người khỏe mạnh, đầy đủ khí lực thì tụng trọn bộ kinh Pháp Hoa. Một hôm, lúc vừa tụng xong thời kinh, những xiềng xích trói tay chân họ bỗng nhiên tự đứt ra. Quan giám ngục thấy chuyện lạ, đem sự việc tâu lên triều đình. Nhà vua cũng là người tin Phật Pháp nên đặc biệt khoan thứ và cả hai được phóng thích. Trích Bắc Ngụy Thi và Pháp Hoa Cảm Thông. Sự tích 46. Kiều Nguyên Ngụy, thầy Thích Siêu Đạt là một người rất uyên thâm Phật Pháp, luôn cả kiến thức thế gian. Bấy giờ triều đình có lệnh nghiêm cấm lưu trữ những loại kinh sấm giảng, ai trái lệnh sẽ bị bắt. Thầy Siêu Đạt bị kẻ ác vu khống là có tàn trữ loại kinh sấm này, nên bị quan quân đến bắt giam vào ngục Tấn Dương. Thầy bị cột cổ vào bánh xe rất đau đớn và bị canh giữ rất nghiêm ngặt. Nghĩ mình không thể sống được, thầy ngày đêm chuyên ngột lòng xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu xin được mau tiêu trừ nghiệp chướng. Đến canh tư một đêm nọ, bỗng nhiên bánh xe cột trên cổ thầy tự nhiên rớt xuống và biến đâu mất. Thừa dịp các cai ngục ngủ quên, thầy lẻn ra khỏi ngục và cố chạy thoát. Nhưng hai chân của thầy vì bị giam lâu ngày nên yếu đuối không đi xa được. Đến lúc trời sáng, người cai ngục phát hiện tù nhân vượt ngục nên báo lên quan giám ngục. Lập tức họ phái quân lính truy đuổi khắp nơi. Thầy Siêu Đạt lúc bấy giờ quá sợ hãi, núp trong một bụi cỏ. Bọn kỵ binh chạy đến, chúng đạp nhầu lên cỏ và tiến đến sát chỗ thầy đang ẩn núp. Nhưng chúng vẫn không phát hiện được thầy. Thầy lén nhìn xuyên qua đám cỏ thì thấy những tên kỵ binh đều dùng da trâu che mặt. Thầy Siêu Đạt đem hết tâm thành xưng niệm thánh hiệu Đức Quan Thế Âm để cầu xin ngài che chở. Đội kỵ binh truy lùng một hồi lâu
không tìm được thầy, chúng kéo nhau đi nơi khác. Đêm đến, thầy Siêu Đạt rời chỗ ẩn núp và tìm đường thoát nạn. Tích Cao Tăng Truyện tập 2. Sự tích 47. Triều Nguyên Ngụy, thầy Thích Tăng Minh trụ trì chùa Thạch Ngõa ở Bắc Đài. Bấy giờ Ngụy Chúa rất nghi kỵ Quý Sa Môn trong Phật giáo, cho là Quý Sa Môn có thể tạo phản. Vì thế, rất nhiều chư tăng bị bắt, thầy Thích Tăng Minh cũng không thoát khỏi. Thầy cùng nhiều sa môn khác bị trói dính chùm vào nhau. Thầy bị quan quân trói chặt từ đầu xuống chân và nhốt vào ngục chờ đem hành quyết. Thầy Tăng Minh nhất tâm xưng niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm. Đến lúc nửa đêm, thầy có cảm giác những dây trói trên thân thầy dường như được nới lỏng ra. Tâm thầy dấy lên niềm hy vọng, nên càng khẩn thiết niệm danh hiệu Đức Đại Sĩ. Đến gần sáng, tất cả dây trói trên thân thầy đều đứt ra. Nhân cơ hội đó, thầy vội vàng chạy trốn. Đến sáng ngày, quan giám ngục đến xem, thấy tội nhân đâu mất, chỉ còn lại những khúc dây đứt rã. Tin rằng các sa môn được Phật lực minh gia, viên giám ngục đem sự việc tâu lên triều đình. Ngụy Chúa lúc bấy giờ tỉnh ngộ, không còn nghi các sa môn có ý tạo phản, nên hạ chiếu chỉ đồng loạt phóng thích tất cả. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Sự tích 48. Triều nhà Đường, niên hiệu Trinh Quán. Tại tỉnh Hà Đông, có người tên Đổng Hồng, làm chức đại lý thừa, rất tín phụng Phật Pháp ngay từ thuở bé. Ông lại giữ trường cai suốt nhiều năm. Một ngày nọ, ông cùng một số đồng liêu là Lý Kính Huyền, Vương Hân, vân vân, dính líu trong một vụ phạm pháp của Lý Tiên Đồng, một quan nha trong triều, nên cả bọn đều bị hạ ngục. Hoàng đế bấy giờ rất tức giận, nên truyền lệnh cho quan thị ngự là Vĩ Tôn tra hỏi hết sức gắt gao. Đổng Hồng lúc bấy giờ nhất tâm thành kính tụng kinh Phổ Môn mỗi ngày 30 biến, liên tục suốt 3 ngày. Đến hết ngày thứ 3, đột nhiên những xiềng xích trên thân ông đều đứt ra rơi xuống hết. Hồng lo sợ, vội đem việc ấy nói với Lý Kính Huyền và Vương Hân vân vân. Cả hai đều cho là chuyện lạ, nên đến bên Hồng xem xét kỹ. Họ thấy các dây xích vẫn còn rất kiên cố, các khoen xích vẫn dính liền nhau, không có dấu vết gì có thể cho là bị phá hoại. Lập tức cả hai báo cho quan cai ngục biết. Đêm đó quan ngự sử Trương Thủ Nhất túc trực trong ngục, ông cho người đốt đèn sáng, lại thêm dùng dây xích khác trói Đổng Hồng thật chặt, đoạn dùng giấy viết chữ dán lên dây xích để làm dấu niêm phong. Đổng Hồng vẫn tụng kinh như trước. Đến canh năm, dây xích trên thân ông lại đứt ra từng đoạn rơi xuống. Tuy nhiên, tờ giấy niêm phong vẫn ở nguyên vị trí cũ. Lý Kính Huyền và Vương Hân trước kia vốn không tin Phật Pháp, nay tự hối lỗi bất tín Tam Bảo trước kia của mình. Họ phát nguyện trì niệm danh hiệu tám vị Bồ Tát ba vạn biến. Khi vừa niệm xong số danh hiệu trên, ngay lúc ban ngày, các dây xích trói trên thân họ đều rớt sổ xuống đất, y như trường hợp của Đổng Hồng. Sau đó ít lâu, cả ba đều được triều đình xá tội. Trích Pháp Uyển Châu Lâm Tập. Ghi chú: danh hiệu tám vị Bồ Tát. Thứ nhất, Kim Cang Thủ Bồ Tát. Thứ hai, Quán Tự Tại Bồ Tát. Thứ ba, Hư Không Tạng Bồ Tát. Thứ tư, Kim Cang Quyến Bồ Tát. Thứ năm, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thứ sáu, Tài Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Bồ Tát. Thứ bảy, Hư Không Khổ Bồ Tát. Thứ tám, Tối Nhất Thiết Bồ Tát. Sự tích 49. Triều nhà Minh, Hùng Khai Nguyên hiệu là Ngư Sơn,
vì chỉ trích Chu Viên Nho, một đại quan đương triều, nên bị bắt tội và hạ ngục. Chu Viên Nho ra lệnh cho Ngục Tốt đánh đập Khai Nguyên thật dã man để trả hận. Khai Nguyên một lòng thành kính niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, nên mặc dù bị tra tấn máu đổ thịt rơi, ông vẫn không cảm thấy đau đớn quá mức như những tù nhân khác. Thời gian trôi qua hơn một năm, Khai Nguyên vẫn chuyên lòng xưng niệm danh hiệu Đức Đại Sĩ, lại thêm tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Những lúc thuận lợi, ông lại đem Phật Pháp giáo hóa những tội nhân trong ngục. Sau thời gian đó, ông bị đài đến Hàng Châu. Lúc bấy giờ trong nước có loạn, ông thừa dịp quan cai ngục bất cẩn thoát thân ra ngoài và xuất gia tu hành, tự đặt pháp hiệu là Chánh Trí. Suốt thời gian còn lại của cuộc đời, ông ẩn cư ở núi Linh Nam, tỉnh Giang Tô, chuyên tu tịnh nghiệp, cầu sớm được vãng sanh về Cực Lạc quốc. Trích Cư Sĩ Truyện. Sự tích 50. Triều nhà Minh, Khương Thể và Hùng Cư Sơn đều bị giam vào ngục vì bị ghép tội tạo phản. Hai người nhờ bảo lãnh nên được đưa ra tại ngoại để điều tra. Mẹ của Khương Thể đến kinh thành để thăm con, nhưng khi vừa đến nơi thì không hiểu vì lý do nào Khương Thể lại bị đưa vào ngục giam lại. Thể nghe tin mẹ đến thăm mà không gặp nên trong lòng buồn vô hạn. Thể hỏi Cư Sơn xem có phương cách gì để gặp mẹ được không. Cư Sơn đáp: Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thinh cứu khổ, nếu có chúng sanh nào chí thành cầu khẩn thì đều được linh ứng. Tại sao ông không niệm danh hiệu Ngài và tụng kinh Phổ Môn để cầu Ngài cứu giúp? Khương Thể nghe nói thế liền phát lòng tin tưởng, dốc lòng cầu khẩn Đức Quan Âm, lại thêm phát nguyện ngoài việc xưng niệm danh hiệu Đại Sĩ, mỗi ngày ông đều tụng kinh Phổ Môn đủ 30 biến. Hơn một tháng sau, Khương Thể quả nhiên được phóng thích ra khỏi ngục, gặp được mẫu thân. Về sau ông đến Hoàng Sơn ẩn cư và xuất gia tu hành. Sự tích 51. Triều nhà Minh, niên hiệu Vạn Lịch, quan Lục Ngũ Đài Thượng Thư ở huyện Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang, có một người đầy tớ trai. Người này vì không dằn được cơn nóng giận, trong lúc cãi vã với người khác vì tranh giành tài lợi, đã lỡ tay đánh một người bị trọng thương, một người khác bị chết. Người đầy tớ ấy quá lo sợ, sau khi sự việc xảy ra, vội đến cầu cứu với Thượng Thư. Thượng Thư không thể cứu được vì luật pháp quốc gia quy định giết người là tội rất nặng. Nhưng thấy tên đầy tớ khẩn cầu quá mức, ông bèn khuyên hắn: Người giết người thì tội ấy đã vi phạm luật pháp quốc gia, ta đâu thể vì tình mà xin cho ngươi khỏi tội. Tuy nhiên, ngươi hãy nghe lời ta, khi vào ngục phải hằng ngày chí thành cung kính trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, sau 3 năm ta sẽ đến cứu. Người tớ ấy vâng lời khuyên của ông. Khi bị giam vào ngục, ông ta tận dụng tất cả thời gian ngày cũng như đêm chí thành sám hối, xưng niệm thánh hiệu Đức Quan Âm không biến trễ. Chỉ hơn một năm sau, gặp lúc hoàng đế ban lệnh ân xá để cầu quốc thái dân an, anh liền được ân xá và phóng thích. Trích Quan Âm Cảm Ứng Ký. Sự tích 52. Triều nhà Thanh, Hiếu Liêm Ngu Thứ Nham là người ở huyện Kim Đàn, tỉnh Giang Tô. Thứ Nham là một Phật tử rất thuần thành đối với ngôi Tam Bảo. Ông tu hành rất tinh tấn, thường nhập thất, chuyên lễ Đại Bi Sám Pháp ngày đêm và tụng kinh Kim Cang. Ông lại còn phát nguyện khắc bản kinh Quan Thế Âm để ấn tống, khuyến hóa mọi người trì niệm danh hiệu Đại Sĩ để được tiêu trừ tai nạn. Mùa đông năm Đinh Dậu, ông bị người hãm hại, vu khống nên xa lưới pháp luật và bị bắt đưa đến Giang Ninh. Lúc bấy giờ các Phật tử xa gần
tăng lẫn tục nghe tin ấy đều kêu oan cho ông. Riêng Thứ Nham, từ lúc bị bắt đưa đi, ông vẫn một lòng nhất tâm niệm kinh sám không dứt. Khi đã bị tống giam vào ngục, mặc dù chịu đủ mọi cực hình tra tấn dã man, ông vẫn giữ tâm yên tịnh như người nhập định. Bọn ngục tốt thấy vậy, càng dùng nhiều hình thức tra tấn tàn nhẫn đối với ông. Chúng dùng kẹp sắt nung đỏ để kẹp vào da thịt ông. Nhưng thật lạ lùng, ông không hề bị thương nặng mà chỉ bị phỏng nhẹ, và thịt ông chỉ bị vài vết sẹo đen nhỏ. Không bao lâu, triều đình minh xét cho ông được trắng án. Con của Thứ Nham là Sơn Tu, đúng là một người con chí hiếu. Từ ngày cha bị nạn, Sơn Tu ngày đêm đứng ngoài trời, thân không mặc áo, chắp tay thành kính cầu nguyện Đức Quan Âm, luôn xưng niệm thánh hiệu của Ngài, cầu khẩn Đức Đại Sĩ từ bi cứu cha mau thoát nạn. Dù lúc tiết trời lạnh giá, Sơn Tu vẫn không ngưng lễ bái cầu nguyện giữa trời như vậy, cho đến lúc cha được khỏi nạn, về đoàn tụ với gia đình mới thôi. Trích Quan Thế Âm trì niệm ký. Sự tích 53. Nghệ Bộc Lão, tự là Giai Khánh, chuyên coi về công bộ trong triều đình. Nguyên vì sơ suất trong việc quan nên bị triều đình trách phạt và bị nhốt vào ngục. Suốt thời gian bị giam cầm, Giai Khánh ngày đêm chuyên tâm thành kính lễ bái, xưng niệm danh hiệu Đức Quan Âm Đại Sĩ, sám hối tụng kinh. Trong ngục, bỗng nhiên hoa sen ngũ sắc mọc đầy trên các vách tường. Không bao lâu, ông được phóng thích. Sau khi khỏi nạn, Giai Khánh xuất gia làm tăng nhân dưới pháp tòa của Lãng Trượng Pháp Sư. Về sau, Giai Khánh làm trụ trì chùa Thanh Nguyên, hiệu là Kiếm Phong Hòa Thượng. Trích Nhân Quả Lục. Sự tích 54. Vương Lương Phong, người ở huyện Hàng Châu, thuật lại sự linh ứng của Đức Quan Âm cứu khổ như sau. Ở tại huyện Thường Ngu, tỉnh Chiết Giang, có một Phật tử sinh sống bằng nghề buôn gạo. Người này tánh tình hiền lương, trong nhà có thờ Quan Âm Bồ Tát rất trang nghiêm. Hằng ngày ông thường chiêm bái xưng niệm thánh hiệu của Ngài. Gia đình Phật tử này vỏn vẹn chỉ có hai vợ chồng. Một ngày nọ, ông sắp có việc phải đi xa. Tối đêm ấy, ông nằm mộng, thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đến bảo rằng: "Người sắp có đại nạn nên ta đến đây cứu độ." Dứt lời, Ngài nói bài kệ 4 câu, lại căn dặn ông phải ghi nhớ thật kỹ. Bài kệ như sau: "Phùng Kiều Mạc Đỉnh Chu, Ngô Du Tức Mạ Đầu, Đấu Cốc Tam Thăng Mễ, Thương Đan Bình Bút Đầu." Nghĩa: gặp cầu chớ đậu ghe, gặp dầu liền xoa đầu, đấu thóc 3 thăng gạo, ruồi xanh đậu ngòi bút. Phật tử ấy khi thức dậy vẫn nhớ một cách rõ ràng từng câu từng chữ trong bài kệ. Sang ngày thứ hai, ông thuê thuyền chở gạo đi bán. Đi mới nửa đường, gặp mưa to gió lớn, các phu thuyền muốn đậu ghe lại dưới gầm cầu để tránh bớt mưa gió. Phật tử này nhớ lại trong giấc mơ Bồ Tát dạy gặp cầu chớ đậu ghe, nên không đồng ý neo thuyền lại và bảo các phu thuyền cứ cho ghe đi nhanh tới trước. Thuyền ông vừa qua khỏi chiếc cầu không bao xa, bỗng mọi người nghe một tiếng động kinh hồn, ai nấy giật mình quay lại, thì một cảnh tượng khiếp hồn đã xảy ra. Chiếc cầu đột nhiên gãy sập xuống dòng nước. Lúc bấy giờ, mọi người đều vừa kinh sợ vừa mừng rỡ, vì may mắn thoát chết một cách không ngờ được. Riêng Phật tử ấy nhận thấy sự linh nghiệm của Đức Quan Âm một cách rõ ràng, không thể suy luận nghĩ bàn được. Từ đó về sau, sự tụng niệm của ông ngày càng tinh tấn. Ông càng chuyên tâm thành kính lễ bái Đức Đại Sĩ hằng ngày không gián đoạn. Một ngày nọ, trong lúc ông đang lễ Phật, thì chiếc đèn lưu ly treo trước Phật đài bỗng nhiên rớt xuống,
dầu trong đèn chảy ra linh láng. Phật tử ấy nhớ lại sự ứng nghiệm câu kệ đầu tiên, bây giờ lại thấy sự việc xảy ra giống như nội dung câu kệ thứ hai, nên vội vàng lấy dầu bôi lên đầu mình. Sau đó ông vào phòng của hai vợ chồng để an giấc. Đến khoảng nửa đêm, đột nhiên có mùi máu tanh phất qua mũi ông, khiến ông giật mình thức dậy và vội bật đèn lên. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Người vợ yêu dấu của ông đang nằm trên vũng máu và đã tắt thở từ bao giờ. Phật tử này sợ quá nên trời vừa hừng sáng đã vội đến nhà cha mẹ vợ báo tin. Nhạc phụ ông nghe chuyện bất ngờ kinh khiếp ấy, trong lòng vừa đau đớn vừa sanh dạ hồ nghi, nên gạn hỏi con rể đủ điều. Phật tử ấy không biết trả lời thế nào cho ổn, chỉ tình thật nói ngay. Nhưng gia đình cha mẹ vợ ông không tin. Họ suy luận, lúc ngày thường chàng rể thì tín phụng Phật Pháp, nhưng con gái họ lại không tin Tam Bảo. Họ cho đó là nguyên nhân làm nên sự bất hòa trong cuộc sống vợ chồng, và có thể là động cơ thúc đẩy chàng rể thực hiện sự mưu sát vợ. Nghĩ thế nên nhạc phụ của Phật tử ấy làm đơn đến quan huyện tố cáo con rể. Quan huyện lập tức phái người đến bắt Phật tử ấy về nha môn. Khi ông bị giải đến trước công đường, quan huyện nhìn tướng mạo hiền từ của ông, không có một chút dấu hiệu nào chứng tỏ ông là kẻ đã giết vợ. Nhưng khi xét hỏi đến những điều kiện khác thì lại thấy có nhiều điểm đáng hồ nghi. Chẳng hạn, theo khẩu cung của Phật tử, nhà ông không phải nghèo khó, trước đến nay không hề xảy ra trộm cướp. Hơn nữa, mọi lối ra vào trong nhà, từ cửa cái, cửa sổ vẫn y nguyên, không có dấu vết bị bẻ khóa, vách tường không bị đào. Như vậy, không thể kết luận có kẻ gian vào nhà. Quan huyện bắt đầu hỏi đến mối quan hệ láng giềng, thì Phật tử ấy trả lời một cách thành thật là mối quan hệ hàng xóm rất tốt, không hề mất lòng ai và không ai mất lòng mình. Quan huyện lại kết luận, như vậy là không có ai là kẻ thù nghịch, oan gia đối đầu. Câu hỏi cuối cùng được đặt ra, ai có thể là hung thủ? Bằng những điều kiện khách quan đã điều tra, quan huyện đưa ra phán quyết cuối cùng, chính Phật tử này đã giết vợ. Thế là Phật tử bị kết án giết người. Khi hoàn tất việc điều tra, quan huyện liền hạ bút phê bản án. Nhưng thật lạ lùng, ngay lúc ông ta vừa hạ bút định viết lời định tội, thì một đàn ruồi xanh ở đâu bay đến, bu đặt đầu ngọn bút. Ai nấy đều kinh ngạc, kể cả người Phật tử. Ông chợt nhớ đến giấc mơ ngày trước, thì thấy mọi sự kiện xảy ra đều đúng theo câu kệ thứ tư, ruồi xanh đậu ngòi bút. Không kìm được sự kinh ngạc, ông bèn la lớn lên, quái lạ, vô cùng quái lạ, ruồi xanh đậu ngòi bút thật là ứng nghiệm. Quan huyện nghe thế, tức thì hỏi lý do. Phật tử buôn gạo đem tất cả điềm chiêm bao cùng những sự đã ứng nghiệm trước đây trình bày đầu đuôi lại thật rõ ràng. Quan huyện và tất cả những người trong công đường lúc bấy giờ đều kinh ngạc, cho là việc hy hữu. Họ cùng nhau thương lượng. Căn cứ vào sự ứng nghiệm của hai câu kệ đầu, mọi người bắt đầu bàn luận ý nghĩa câu kệ thứ ba, đấu thóc ba thăng gạo. Một lúc sau, quan huyện hội ý được. Ý nghĩa câu kệ này, một đấu thóc lấy ra được ba thăng gạo, tức là còn bãi thăng trấu. Bãi thăng trấu chữ Tàu là thất khang. Thế thì tên thủ phạm nếu không là khang thất thì cũng là thất khang. Quy luận như thế xong, quan huyện vội cho mật thám đi điều tra, thì quả nhiên trong xóm ấy có một gã tên là Khang Thất. Quan huyện cho lệnh bắt giải gã về nha môn. Sau khi dùng mọi thủ thuật điều tra kể cả tra tấn, tên Khang Thất cuối cùng đã nhận tội.
Hắn khai trước đây hắn đã từng quan hệ bất chính với vợ của Phật tử buôn gạo. Đêm xảy ra án mạng chính là đêm Phật tử buôn gạo mới đi buôn về. Hắn ta ẩn núp trong phòng hai vợ chồng Phật tử buôn gạo để chờ lúc nửa đêm sẽ ra tay giết chồng để đoạt vợ. Nhưng vì trong phòng tối, hắn đưa tay sờ nhầm đầu người chồng, thấy có dầu bôi trơn nên ngỡ là đầu cô vợ. Sau đó hắn đã giết lầm người nằm kế bên, cũng chính là cô nhân tình của hắn. Sự việc đã rõ ràng, quan huyện đem Khang Thất hạ ngục và tha bổng Phật tử buôn gạo. Nhưng vì mục kích sự nhiệm màu của Đức Quan Âm không bao giờ bỏ rơi người gặp tai nạn mà có thiện tâm, quan huyện từ đó phát lòng tin tưởng nơi Đức Quan Âm đại sĩ và Phật pháp thật kiên cố. Ông nguyện được thờ Đức Quan Âm đại sĩ tại Tư Thất, ngày đêm chiêm bái xưng niệm cúng dường. Riêng Phật tử buôn gạo nhận thấy sự dâm nhiễm đã gây ra bao thống khổ cho nhân sinh, ông sinh tâm nhàm chán việc thế tục, nguyện xuất gia tu hành, cuối cùng đắc thành đạo quả. Chúng ta nên biết, theo vị pháp sư giảng kinh Phổ Môn, vị Phật tử buôn gạo này được sự cảm ứng và thoát khỏi tai nạn do nhờ lúc bình nhật ông thường nhất tâm thành kính xưng niệm danh hiệu Đức Đại Sĩ. Đến khi gặp cấp nạn liền được Đức Quan Âm thùy từ cứu độ. Nếu lúc bình nhật không chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Ngài, thì đến khi gặp nạn, tâm tư lúc bấy giờ đã sợ sệt hãi hùng, tinh thần không còn sáng suốt, sẽ không thể nào định tâm để niệm Phật. Thế nên, khi niệm danh hiệu Ngài, chúng ta cần phải hình dung cảnh tượng chúng ta như sắp sửa bị hành hình, hoặc như người bị nước trôi lửa đốt. Tất cả tâm tư lúc bấy giờ chỉ còn biết nương cầu vào Đức Quan Âm. Sáu căn điều nhiếp, một lòng vắng lặng, tâm nghĩ miệng niệm thật rõ ràng rành rẽ, tai nghe từng tiếng một thật tinh tường, ý nhớ từng lời từng chữ, tâm khẩu nghiệp đều tương ứng. Đây là bí quyết tối yếu của người trì danh hiệu bất luận Đức Phật nào hay Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu không như thế thì tâm viên ý mã rất khó thành tựu đại lợi ích. Trích Quan Thế Âm Bồ Tát giảng ký. Sự tích 55. Cao Tuân là người ở huyện Tấn Dương, tỉnh Hà Nam, đã 50 tuổi vì can tội sát nhân nên bị bắt giam vào ngục. Các tội nhân trong ngục có người tin tưởng Phật pháp nên khuyên các tội nhân khác: chúng ta nên dốc lòng trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm thì chắc mau được thoát nạn. Tuân nghe khuyên như vậy thì phân vân trong lòng nên hỏi: tôi phạm tội sát nhân quá nặng, chỉ niệm thánh hiệu Bồ Tát thì làm sao thoát nạn được?